Ngày 30 tháng 8, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Đỗ Thành Nhân, 27 tuổi, huyện Châu Thành và Hồ Thành Ngoan, 25 tuổi, ngụ huyện Tân Phước để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo hồ sơ, đầu tháng 6 năm 2022, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo của anh Trần Văn Tươi ở xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành về việc anh bị một người làm chung công ty cưỡng đoạt 70 triệu đồng. Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang vào cuộc điều tra. Đến ngày 9 tháng 6, Công an đã bắt giữ Nhân và Ngoan. Khám xét một số nơi có liên quan đến Nhân và Ngoan, lực lượng Công an thu giữ nhiều loại hung khí. Theo điều tra, trước đây giữa Nhân và anh Tươi có mâu thuẫn trong công ty. Sau đó nhóm của Nhân đe dọa chặn đường đánh đập, khống chế, buộc anh Tươi phải đưa tiền cho Nhân thì mới yên ổn đi làm tại khu công nghiệp Tân Hưng. Vì quá hoảng sợ nên anh Tươi đã chuyển 2 lần với tổng số tiền 70 triệu đồng cho Nhân. Lấy tiền của anh Tươi, Nhân đem trả nợ cho một người khác trên địa bàn huyện Tân Phước.